Dạ, thì hiện tại em là một single mom ạ. Em cũng có gia đình. Em không chửi người ta, nhưng em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Làm việc nhà, gia đình làm được hết, nấu ăn, rồi mở quán bình dân thì cũng được. Em và anh đến với nhau á, thì con của em có phải là trễ ngại với anh? Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Em cũng một lần ly hôn một lần rồi. Con muốn cho cô làm vợ ba con. Thôi chị em mình thì gọi là bắt tay để phấn khởi với chị em. Dạ. Hai bà xui ôm nhau, ôm nhau đó. Anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Nguyễn Văn Đô, em 27 tuổi, quê em ở Kiên Giang, hiện tại em đang là bảo trì xe máy ở công ty Hoàng Minh ở Biên Hòa. Em là Đoàn Thị Huỳnh Mai, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau và làm việc ở Cà Mau luôn. Anh có món quà tặng cho em. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh đúng rồi, cây sinh gồng, tượng trưng cho tình yêu. Thì lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì xinh, dễ thương. Hơn sức tưởng tượng của anh. Em thì em cảm nhận về anh á thì anh thật thà. Anh thật dữ lắm, thật luôn. Thật kiếp mà thay kia gửi xe kiếp là gửi hoài luôn, gửi hoài luôn. Dễ hiền nữa. Rồi thêm cái là khi mà nói về mẹ của anh á thì em cảm thấy là anh rất là thương mẹ. Em cũng vậy nên em cũng rất là thương mẹ em. Em có thể lên Đồng Nai làm cùng anh được không ạ? Anh mà nó hỏi em vậy á thì rất là khó đúng không? Cái đó từ từ cũng được. Anh có thể là sắp xếp công việc cho em hiện tại là ở đó không? Được. Nếu mà giả sử vụ đó anh giỏi lắm, chạy cho nhanh lắm. Tại vì ba mất thì cũng còn mẹ thôi, thì mình cũng phải tự lập mình vươn lên. Lâu lâu anh được nghỉ thì anh có thể là xuống thăm em. Xa thì anh cũng không có sợ xa đâu. Hai đứa mình mà thương nhau rồi thì dù xa ở đâu người ta đi cũng được. Người ta từ nước ngoài ta qua đây người ta cưới vợ cũng được mà, không chi là mình. Anh thì được cái anh hơi ốm thôi, nhưng mà được là nó không có bệnh. Anh được cái anh hơi ốm hả anh? Dạ. Công việc của em thì nói chung em cũng siêng làm. Nhiều khi đi làm rồi buổi trưa đi sửa xe rồi thôi để thôi gán đi, gán cái qua giờ. Thì nhiều khi mình ăn không đúng giờ với lại không có đúng chất bên kia thì nó cũng ớt. Anh cũng ăn đâu có đúng giờ đâu mà sao anh mập dữ vậy? Hai bạn có món quà tinh thần gì tặng cho nhau không? Nhảy. Có không? Thì đến cái chương trình thì cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là bé Mai ở trên này là anh chị Quyền Linh và chị Năm Thư. Thì em xin hát một đoạn của cái bài Phố Đêm. Tuy nó không có được hay thôi nhưng mà nó cũng tinh thần là nó vui. Phố đêm. Phố đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong phố đêm. Em quên lại cho em qua được không? Phố đêm nữa rồi. Phố đêm. Phố đêm. Phố đêm. Thử rồi, 2, 3. Phố đêm. Phố đêm. Dạ, em thử rồi, 2, 3. Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Rồi bây giờ mời Mai đứng dậy. Đô đứng dậy. Em nắm tay. Rồi hai bạn nắm tay nhau. Tay nhau. Rồi nhìn nhau bắt tay. Hy vọng là em tay. Cho một cơ hội để chưa? Mình có thể là chưa mà. Em hãy tin ở anh. Anh sẽ là lo cho em. Nếu mà anh thật sự biết quan tâm hoặc là nghĩ tới tương lai á. Được. Đô có rung động với cô gái? Dạ có, tim em đánh thầm thập vậy. Anh thấy chàng trai trước đối diện trước mặt mình hợp với mình hay không? Hợp. Dạ. Anh Linh vậy. Rồi cảm ơn hai bạn. Em là Nguyễn Thị Thùy An, em sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em năm nay 28 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng chuyên bên quản lý kho. An 28 tuổi, quản lý kho ở Tiền Giang. Em cũng đến từ Tiền Giang, nhưng em tên là Nguyễn Trung Nhân. Em cũng làm là cũng giống như là quản lý kho bạn, nhưng mà em làm giám sát bên mảng giao nhận kim luôn trợ lý kho. Chức danh chính thức của em là phó phòng. 32 tuổi. 32 bên kia 28. Tí sủ dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu hốt luôn. Được. Qua. Ví dụ nhà em nuôi chó nhiều quá, tới lúc anh vô rồi em có dẫn anh vô không? Tất nhiên là có rồi. Chứ đừng để rượt anh chạy là anh không dám quay lại nha. Không có chuyện đó đâu, em bảo kê cho anh. Rồi. Dạ. Rồi à, bữa nay anh có đến chương trình, anh có tặng em một món quà mà do chính ta anh làm. Hả? Hay, đó, đưa qua. Rồi, anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh, em héo tay lắm.
Em cảm động quá. Hai đứa cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Em cũng hơi bất ngờ hôm nay bạn gái bạn áo màu hồng đúng mà em thích nữa. Lần đầu tiên gặp anh á thì em thấy cũng bất ngờ, giống như là em yêu cầu. Thấy anh cũng dễ mến, hiền. Hy vọng là mình có duyên có nợ. Bây giờ mình nói như là một câu, nói từ trái tim của mình nha. Mình suy nghĩ về người đối diện thế nào, sau đó mình tiến hành là bấm nút thôi. Em lên đây nói cũng bất ngờ, thấy bạn gái cũng rất là hiền. Em thấy lòng nó nôn nao gì không? Dạ, cũng có hơi hơi anh. Hơi hơi nôn nao rồi. Em gái nói gì? Em là cô gái Tiền Giang, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Để tìm anh, em vượt ngàn cây số đến chương trình này, mong gặp được anh. Anh ơi, anh có thích em chăng? Thì hãy bấm nút anh nhé. Đừng để trái tim nửa đỏ nửa xanh. Giọt nhớ giọt thương anh gửi lại, mà sao giọt tình vẫn chưa phai. Thương em đêm trắng anh thức trọn, cầu mong tơ hồng xe lứa đôi. Trời ơi, thôi thôi quay lại bấm nút. Em tên là Hùng Nguyễn Minh Hùng, quê ở An Giang. Em hiện tại là nông dân, thì em làm vườn. Em tên Nguyễn Lương Thảo, năm nay em được 27 tuổi rồi. Em đang làm việc tại Long An. Em sống ở Kiên Giang. Mình làm công việc gì ở Long An? Dạ, em là nhân viên kiểm hàng. Có sao để vậy người có ơi? Có sao để vậy người ơi luôn ha. Hồi nãy quấn cái khăn đẹp lắm, có cái kẹp gỡ quá, anh Linh đã lấy rồi. Đây, anh có đó hoa dạ, tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Với lại cái này tranh gia đình anh chồng. Dạ. Anh thấy cái vụ mà hói hói đó thấy ổn không? Sao hói nhiều vậy? Xưa kia nó không hói nhưng bây giờ nó hói. Thôi sau chương trình anh về anh tìm thuốc sử dụng tóc cho mọc nhiều ra chút xíu đi. Như có mắt he thì phải ạ. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là giống như nãy em nói vậy đó. Thì nhìn em ban đầu thì thấy nó hơi dữ, nhưng mà có thể là cảm nhận được em cũng không phải như cái nét ban đầu, cũng dễ thương mà. Nhìn em anh chấm được khoảng mấy điểm? 7 điểm. Được những điểm như thế nào được 7 điểm anh? Chẳng hạn như về dáng, về làn da, dạ, về nụ cười. Còn em nhìn anh sao? Thì nhìn anh thì nói chung là mấy điểm? Chắc cũng được 6 điểm. Chắc cũng được gần gần được 6 điểm, chắc 5.5 điểm. Thì về sự thật thà nè, nói chung về cái tánh khen ta ngoại hình chút coi. Thì ngoại hình thì nói chung là đẹp. Chỉ có tóc là nó không được đẹp lắm thôi. Trời ơi, em trừ cái điểm hói nặng quá em. Nãy giờ em nói chuyện với chàng trai đối diện á, dạ, em cảm giác nó trong người nó thế nào? Nó có thay đổi gì không? Dạ rung quá trời luôn anh. Rung không? Vậy là dạ, có thay đổi rồi đó. Còn em trai? Thì em nhìn bạn xinh. Thích không? Dạ thích ạ. Thích hả? Thích là được rồi. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Anh Lê Văn Lâm, quê quán ở Tân Sơn, Ba Chi, Bến Tre. Em nghề nghiệp buôn bán mía. Anh Lâm bao nhiêu tuổi anh Lâm ha? Em 32 tuổi chị ơi. Em tên Xe Lý Diếu, năm nay sinh năm 1. Em thích gì? Em tên Xe Lý Diếu, sinh năm 91, quê quán ở Sóc Trăng. Công việc hiện tại em là công nhân may ở ngay Củ Chi chị. Anh có cái này tặng em. Có mía với con sâu này. Chúc em vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cũng có tí xíu quà. Sâu đó là sâu gì vậy? Dạ. Cái này đó là món quà của em, là em ăn cắp hành của mẹ em đem lên. Còn cái hộp này em tự mua nha, em tự làm. Còn cái này là em tặng anh nữa, em giữ nữa, nếu mà mình có duyên thì cho nó gặp lại nhau. Em mở cho tôi coi coi ăn cắp của mẹ gì mà tặng em vậy? Này không biết. Hành. Trời ơi. Đúng là ăn cắp hành thiệt. Cắp hành mà dán hồ dính vô. Tại nhà em trồng hành mà hành thì lại gắn liền với tuổi thơ sự khó khăn của em, nên em thấy muốn tặng cái đó. Ừ. Hành đó. Tạo hình gì đó mà vậy? Mặt cười, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như em. Cái mặt ở trong cái thằng. Vậy là anh đang chê em xấu hả? Bây giờ hai bạn đi. Anh lần đầu tiên anh thấy em sao? Đẹp quá không? Không, cũng dễ thương. Anh tính tình cũng vui vẻ. Còn em thấy anh sao? Em thấy anh hả? Đẹp trai hơn sự mong đợi của em. Nhưng mà thấy anh hiền, ít nói. Anh buôn bán mà anh ít nói, rồi anh buôn bán làm sao?
Thì là người ta hỏi giá, cái anh nói giá, người ta trả giá, cái em được anh bán không được thôi. Chứ bình thường anh để hàng vậy là muốn mua không mua kệ anh. Đúng rồi, tại anh không có rau. Tại anh có chiếc xe mà. Có chiếc xe lôi gì đó. Vậy là để vậy là có cái lo là tự phát là tự hỏi ra. Là không có lo luôn. Muốn bắt đắt thì đắt, muốn ế thì ế kệ hả? Anh bán đã quen rồi. Khách mối quen lắm thì người ta lại ta mua không à. Ủa vậy là anh bán một chỗ hay là anh bữa nay đi chỗ này mai thì đi chỗ kia? Đứng có một chỗ mà. Đứng một chỗ vậy, ngoại hình đẹp trai vậy mà sao không có em nào hốt anh đi vậy? Cũng có chứ, tại anh cũng hơi kén chọn. Ồ, kén chọn hả? Tại vì người ta lớn tuổi hơn anh quá chứ nhỏ tuổi hơn quá, anh sợ người ta còn bồng bột. Nên anh mấy người thích anh mới có 20-21 tuổi à. Ồ vậy hả? Chỗ cái tuổi đó là tuổi đang đẹp mà sao anh không hốt gì kìa? Tại còn nhỏ tuổi quá, anh không thích. Vậy vậy mình từ từ mình nuôi nấng, mình rèn luyện nó sao mà được mà anh. Còn em là anh thấy em lớn tuổi vậy thôi chứ cái tính cách của em là nó còn trẻ trâu lắm. Vậy đó. Nó tưng vậy đó là anh về rồi anh thấy sao? Cũng vui mà, anh thấy em cũng vui. Rồi em mà cái miệng tí li vậy anh chịu nổi không? Anh thích người nói nhiều mà. Mà đừng có nhiều quá, đừng có càm ràm được. Nếu mà bình thường mà anh đi làm về mà anh suốt ngày đi uống bia ôm, anh làm 500 ngàn uống hết 400 còn trăm về coi như là em gút ấp bóng anh liền. Anh chịu nổi không? Tại anh chưa có, giờ có em chứ mà anh có em rồi về anh đâu có đi không? Không. Anh có bị bệnh tim hay là bị yếu tim gì không? Không. Ồ vậy thì nếu mà anh có bị bệnh tim hoặc yếu tim thì anh đừng nên bấm nút. Còn anh mà không bị bệnh tim thì anh nên bấm nút. Tại vì thường thường là không có ai chịu nổi em hết trơn á. Để hỏi trước.